Siêu thị bên Nhật nó còn luôn nha nha. Cực mới nha. Công suất là 600W một thùng. Dòng này thì em đã có bán nhiều, có giới thiệu nhiều rồi ha quý vị. Quý vị nào mà chơi gia đình thì một đôi một chơi hát phê thì quý vị không phê không lấy tiền nha. Những đôi GB nếu mà ngang tầm 3 tấc, thậm chí cả 4 tấc luôn quý vị. Đánh không thể nào ăn nó được quý vị. Đôi này thì giá 12 triệu đồng nha. Quý vị trưng bày trong nhà rất là đẹp mắt, rất là gọn gàng nhưng mà cách âm không thể nào chê được nha. Ngoài quá nhiều tạp âm quý vị, ngoài do kế bên có công trình đang thi công quay clip, bây giờ mấy cái clip này quá trời tạp âm này. Mình chỉ đang hát một cặp ở trên thôi nha quý vị. Một cặp 3 tấc ở trên thôi nha. Nãy giờ đang hát một cặp 3 tấc ở trên thôi. Và cái không gian này là cái không gian như là ngoài trời với quý vị. Quý vị đang thấy, quý vị đang nghe đó, tạp âm rất là nhiều. Nhưng mà cái chất âm nó đã, đôi này nó lấn áp được cái tạp âm đó. Tiếng bass rất là quy lực. Tiếng bass rất là hay luôn, lực nhưng mà có độ mềm, độ sâu rất là hay. Rồi, quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại 0916 517 912. Em xin cảm ơn.